Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 5, tiết 23 với nội dung ôn tập các bài hát mừng, bài trai ngà bên lăng Bác và ôn tập bài tập đọc nhạc số 6. Để học tốt cái nội dung này thì chúng ta sẽ sử dụng cái tập vở và âm nhạc lớp 5 và phần mềm Facebook. Chúng ta có thể hoàn thành nội dung bài học hôm nay một cách là dễ dàng. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung bài học nào. Bây giờ cô trò chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, đó là ôn bài hát hát mừng. Trước khi các em hát lại bài hát này thì cô mời tất cả chúng ta cùng nghe lại giai điệu, cảm nhận nội dung ca từ của bài hát hát mừng nhé. Em đã được nghe lại giai điệu và nghe lại cái nội dung ca từ của bài hát hát mừng. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nhau hòa giọng với phần nhạc không lời do phần mềm Facebook hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục nội dung ôn tập bài hát bài Trai Ngà Bên Lăng Bác. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nghe lại giai điệu của bài hát Trai Ngà Bên Lăng Bác nhé. Trai Ngà Bên Lăng Bác thì các em cũng đã hát nhẩm theo cái giai điệu của bài hát một cách là say sưa. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nhau ôn lại bài hát. Các em hãy hát hòa giọng cái bài hát Trai Ngà Bên Lăng Bác qua cái phần mềm Facebook hỗ trợ cho chúng ta với phần giai điệu của bài hát không có lời nhé. Thank you.
chúng ta đã hoàn thành nội dung là ôn tập hai bài hát Hạt Mừng và Trai Ngà Bên Lăng Bác. Bây giờ chúng ta bước sang nội dung là thực hiện các cái bài tập thực hành. Bài tập số 1: điền đầy đủ thông tin vào các đoạn sau. Bài hát Trai Ngà Bên Lăng Bác là do nhạc sĩ nào sáng tác nào? Đây là một ca khúc do nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích sáng tác. Bài hát Hát Mừng là dân ca Hơ Rê Tây Nguyên. Còn phần đặt lời mới là do nhạc sĩ Lê Toàn Hùng sáng tác. Về ý nghĩa nội dung, bài Trai Ngà Lên Bác, Bên Lăng Bác có ý nghĩa nội dung như thế nào? Miêu tả cái hình ảnh cây tre, những cây tre bên lăng Bác Hồ, một cái hình ảnh quen thuộc của vùng quê Việt Nam. Và cây tre là thể hiện cái tinh thần ý chí bất khuất kiên cường. Mặc dù rất là mềm mại nhưng mà có một cái sự dẻo dai bền bỉ, cho dù bão táp mưa sa vẫn không thể nào quật ngã được cái ý chí cũng như ý chí của người dân Việt Nam. Bài hát Hát Mừng dân ca Hơ Rê Tây Nguyên do nhạc sĩ Lê Toàn Hùng là miêu tả cái cảnh người dân đang hát mừng là đất nước đang sống trong hòa bình và mong được sống một đời sống ấm no. Em có thể vào phần hướng dẫn để thấy được cái nội dung mà đã ghi sẵn để cho các em tham khảo. Số 2: vẽ sơ đồ đặt nhịp bằng tay cho bài tập đặc nhạc số 6. Nhịp của bài tập đặc nhạc số 6 là nhịp 2-4. Bây giờ chúng ta cùng vẽ. Đây là bước 1 là nhịp 2-4, là mũi tên đi xuống. Bước 2, mũi tên đi lên là bước 2. Đó là sơ đồ nhịp 2-4. Các em vào phần hướng dẫn và thấy là bài tập cập nhật số 6 được về cái nhịp 2-4 sơ đồ như chúng ta đã vẽ, đúng không? Và đây là bài tập cập nhật số 6 về sơ đồ phát mạnh, phát nhẹ, phát mạnh, phát nhẹ trong nhịp 2-4 là thể hiện trong bài tập cập nhật số 6 rất rõ ràng. Chúng ta có nội dung thứ 3. Bài tập số 3: đánh dấu X vào ô trống để chọn những bài hát nói về Tây Nguyên. Em nhớ Tây Nguyên của Văn Tăng, Trần Cổ Huy. Đi cắt lúa, những ca hát về tiếng chim trong vườn lá, Ngọc Bích. Hay là Em đi dạo đường vàng của Trần Văn Khoa, Vườn Thảo. Những bài hát nói về Tây Nguyên. Em nghe Tây Nguyên, đi cắt lúa, tiếng chim trong vườn lá. Ta kiểm tra lại kết quả nhé. Các em đã có một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em. Hôm nay cô trò chúng ta đã hoàn thành được 3 nội dung. Đó là ôn tập bài hát Hạt Mừng, ôn tập bài hát Trai Ngà Bên Lăng Bác và ôn tập bài tập đọc nhạc số 6. Các em đã tham gia vào các nội dung một cách là tích cực. Các em có thái độ học tập rất là tốt, sôi nổi và hào hứng. Và cô rất là vui vì cái thái độ học tập của các em đối với tiết âm nhạc lúc nào cũng là có một cái tinh thần là luôn luôn sẵn sàng và vui tươi rộn ràng như vậy. Về nhà các em có thể sử dụng phần mềm Facebook để ôn lại tất cả các nội dung mà chúng ta đã học hôm nay nhé. Tuần sau chúng ta sẽ làm quen với bài hát mới, đó là bài hát Màu Xanh Quê Hương. Còn bây giờ cô trò chúng ta
Tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào tiết nhạc tuần sau nhé.